Mẹ ơi, năm nay có trung thu không mẹ? Đây cũng là câu hỏi mà nhiều người lớn trăn trở hỏi nhau. Thời gian này, người ta hoài niệm nhiều hơn về những đêm phá cổ trong trăng hồi bé. Trung thu ngày xưa không có bánh dẻo, lồng đèn, chỉ có trăng và vài viên kẹo rẻ tiền. Nhưng vẫn rất vui, như một sự bù đắp. Những người lớn lên từ đồng quê được tận hưởng trọn vẹn nét đẹp của lễ hội đêm rằm. Năm nay, giữa những ngày oằn mình lên chống dịch, trung thu bỗng yên ắng lạ thường. Không còn những chiếc đầu lân trải dài khắp con đường. Mẹ không đi chợ mua lồng đèn, bánh trung thu. Các đoàn lân không thể múa rộn ràng trên phố. Những tiếng cắc cắc tùng tùng trong xóm cũng không còn vang vọng. Dù vất vả, khó khăn, nhưng ai cũng mong con mình có một cái Tết đoàn viên thật trọn vẹn. Không phải chỉ vì các con, mà còn vì những hoài niệm trong ký ức của người lớn chúng mình. Trung thu trong hoàn cảnh đặc biệt nhất định cũng sẽ thật ấm cúng. Có lẽ vì thế mà nhiều ông bố ngồi trước hè rất lâu, cặm cụi làm lồng đèn cho con. Mẹ cũng tự chế tác đầu lân mini ngộ nghĩnh. Những người chiến sĩ nơi tuyến đầu vẫn gửi gắm yêu thương qua màn hình điện thoại. Người ta có nhiều cách để thương nhau dù gần hay xa. Trung thu này, khoảng cách không còn là rào cản khi đã có Táo Vàng đón Tết đoàn viên cùng cả gia đình. Chương trình Trung thu đặc biệt dành cho cả cha mẹ và con trẻ sẽ được diễn ra vào 19h30 ngày 21 tháng 9. Các bạn ơi, cùng tham gia với mình để nhận quà nhé. Và 3.000 phần quà đặc biệt sẽ dành cho 3.000 gia đình tham gia chương dung. Bố mẹ hãy để lại thông tin trong đường link bên dưới để cùng nhận quà nhé.